Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc xe gia đình 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này là chiếc xe Kia Carren, quý vị các bạn nhé. Kia Carren nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản EX là phiên bản bản thiếu số sàn, và phiên bản SX. Phiên bản SX tức là cái phiên bản 2.0 số tự động, và là cái phiên bản đủ nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Carren phiên bản SX 2.0 số tự động phiên bản đủ này đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Vẫn biển 4 số 31F luôn quý vị bạn nhé, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không chạy dịch vụ và không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và ở cái phiên bản SX số tự động này thì nó là phiên bản đủ rồi. Nó được trang bị rất là nhiều đồ hơn hẳn những phiên bản EX quý vị bạn nhé. Ví dụ như là đèn pha bi xê lông này, cửa sổ nóc này, số tự động này, điều hòa tự động này, la răng đúc. Đấy là cái phiên bản đủ này mới có được những cái option đấy ạ. Chứ còn phiên bản thiếu nó không có được cái option này. Đấy thì chiếc xe này thì thưa với quý vị và bạn, sản xuất năm 2010, tính ra đến nay thì là cũng đã sử dụng được 12 năm rồi. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 10 vạn km thôi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 286 triệu đồng. 286 triệu đồng này chúng tôi không hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carren 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carren SX 2010 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe này. Sau 12 năm sử dụng, nó còn đẹp, còn mới như thế nào? Có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không quý vị và các bạn nhé? Thì nhìn về cái phần bên ngoài, cái phần thân vỏ này, nhìn qua chúng ta cũng có thể biết được là chiếc xe này đã bị sơn chưa. Nếu sơn thì chúng ta đánh giá là bị xước sát hay do bị đâm đụng hay là bị va chạm. Thường là sơn mà do xước sát thì là cái nền nó rất là phẳng, nó rất là căng quý vị bạn nhé. Còn nếu như mà sơn là do đâm đụng hay là va chạm thì cái nền nó không còn phẳng nữa, nó sẽ lồi lõm và nó sẽ rất là xấu. Đây là cái phần nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì thì là nó sẽ như vậy, nó khác nhau đấy quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã mua về thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp này, đánh bóng hết cái phần bên ngoài đi rồi quý vị các bạn nhé. Cho nên là rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe này là cái phiên bản SX, chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, vẫn còn nguyên biển 4 số quý vị các bạn nhé. Dàn lốp thì chủ xe cũng đã thay lên dàn lốp Michelin rồi, rất là mới, rất là đẹp, la răng đúc quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị la răng đúc, ghế da, điều hòa tự động, cửa nóc, đèn pha bi xê nông. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, cái phần đầu cũng còn rất là đẹp, còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đèn pha được trang bị đèn pha bi xê nông, đèn pha bi xê nông và rất là sáng đây ạ. Đấy, quý vị các bạn nhìn thấy nó còn mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cái đèn pha này là chúng tôi cũng chưa đánh bóng đâu mà nó đẹp như này đấy quý vị bạn nhé. Nếu như đánh bóng đi nó còn đẹp nữa đấy ạ. Đấy, chiếc đèn pha này rất là mới này. Bên dưới là cái cụm đèn gầm mà Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Carren SX này rồi. Đầy đủ cả đèn gầm, gương chiếu hậu gập điện, chỉ không có xi nhan trên gương thôi ạ. Đấy, rất là đẹp. Giá nóc đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Và quý vị bạn nhìn đây thì quý vị bạn thấy được luôn là chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp hết cả những cái tay nắm cửa chống xước này. Đó. Ốp tay nắm cửa chống xước này, ốp đèn hậu này,
Đấy, ốp đèn hậu này, cái những cái ốp này thì phần lớn là để trang trí là chính thôi, chứ cái mức độ bảo vệ thì nó cũng ít thôi, chủ yếu là để trang trí đèn. Và cái cụm đèn pha này còn rất là đẹp đấy quý vị bạn này, cụm đèn pha đẹp, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả đấy, chưa có bị vá víu gì cả đâu quý vị bạn nhé. Kia, đây chính là chiếc xe Kia phiên bản Karen SX. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 10 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau, còn về cái phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy được, nhìn về bên ngoài rất là đẹp rồi. Với cái giá tiền này thì để lựa chọn cho một chiếc xe gia đình thì cũng rất là khó nhé, nhất là lại còn là số tự động quý vị các bạn ạ. Đấy, số tự động thì lại càng khó tìm hơn. 286 triệu đồng quý vị các bạn ạ, chỉ 286 triệu đồng thôi quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia gia đình đây ạ. 7 chỗ ngồi, phiên bản 7 chỗ ngồi này, nếu như chúng ta mà không ngồi đủ 7 người thì gập ghế lại chỉ ngồi 5 thôi thì rất là rộng quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa bên lái, cánh cửa phía trước bên lái đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó, nó đang, tôi đang cắm chìa khóa cho nên nó kêu tinh tinh, để tôi rút cái chìa khóa này ra. À, đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này, 10 vạn rồi quý vị bạn nhé. À, đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ của chiếc xe còn nguyên bản luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ nguyên bản và ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết này. Táp đi cửa này rất là đẹp này. Nội thất ra, ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, ốc bản lề đấy. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên, chưa tháo. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe 7 chỗ ngồi này là một cái cửa gió điều hòa ở hàng ghế ngồi giữa quý vị bạn nhé. Đấy, 7 chỗ ngồi cho nên là phải được trang bị là điều hòa phía sau. Đấy, trần rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ, cửa sổ nóc này ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option. Tuy nhiên thì tôi cứ cắm chìa khóa vào nổ máy lên cho quý vị và bạn cùng xem nữa đã. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi, rất là êm, đồng hồ công tơ mét mới 10 vạn thôi quý vị bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị là đầu DVD, màn hình camera lùi, điều hòa auto quý vị bạn này. Đấy, phiên bản SX này thì mới có đầy đủ điều hòa auto nhé, đồng hồ giờ này. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, táp bi, táp lô đều rất là đẹp đây quý vị các bạn này. Từ cái táp lô này đều rất là đẹp đây quý vị bạn nhé, táp bi rất là đẹp này. Cần số thì đang bọc mất rồi, tôi không bỏ ra được. Và đây, từ những cái phần nhựa này, quý vị các bạn thấy là những cái phần nhựa này nó rất là mới này. Đấy, phần nhựa này, phần nhựa bên này này, đấy, quý vị các bạn thấy nó mới không ạ? Những chiếc xe Kia Karen này thì ở Hà Nội thì không chạy dịch vụ mấy, chứ ở trong Sài Gòn thì lại chạy dịch vụ rất là nhiều. Phần phiên bản 7 chỗ này thì Hà Nội hay chạy taxi là xe Innova. Còn ở Sài Gòn thì chiếc xe Karen này chạy dịch vụ nhiều lắm, chạy taxi nhiều lắm đấy. Đó, phiên bản đủ này có cửa nóc này. Tôi đang ngồi ở hàng ghế ngồi phía sau. Đây, mở cửa nóc cho quý bạn xem nhé. Đó, auto một chạm, bấm một cái là bỏ tay là mở thôi. Đó, đóng này. Đó, cũng auto một chạm thôi ạ. Rất là đẹp, một chiếc xe 7 chỗ ngồi dành cho gia đình mà giá chỉ có 286 triệu đồng thôi. Trần rất là sạch quý vị các bạn này, từ những cái tay cầm này nhé. Nếu như những chiếc xe mà chạy nhiều ấy, hay là chạy dịch vụ ấy,
thì là nó sẽ đen xì hoặc là nó sẽ vàng hết ra rồi. Mà cái tay nhựa này các thứ còn rất là mới, tuy bạn đã mới đều từ những cái nhựa này nhá. Những cái này thì không ai lại bảo đi thay nhé. Có những nhiều người lại bảo hay là thay hết rồi, thưa với quý bạn nó còn mới đều đấy ạ. À, tất cả này, tất cả những cái này nó đều còn nguyên hết đây này. Đấy, đấy quý vị và bạn nhé, nhìn này, mới này, rất là mới đấy, chứ không phải là thay. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau này quý vị và nhé. Phần lớn là những chiếc xe này thì 7 chỗ ngồi nhưng mà toàn gập ghế sau để đồ là chính thôi quý vị và bạn ạ. Đấy, cái chỗ này là hay để đồ này. Đấy, chứ hàng ghế sau này gập hết lại này. Ghế sau này không mấy người ngồi nữa. Đấy, nội thất này rất là đẹp, nội thất da rồi nguyên bản đấy quý vị và nhé. Nỉ trần này rất là mới luôn. Đến những cái phần nhựa này, quý vị các bạn thấy những phần nhựa ở chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này mới tinh. Phụ tùng đồ nghề kích kiếp ở đây đầy đủ hết cả rồi. Ốc bản lề cốp sau đây quý vị các bạn này. Ốc bản lề cốp sau còn nguyên này. Keo chỉ này còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề này nguyên này. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Đi xem xe cũ thì quý vị các bạn cứ xem về cái phần đầu kỹ hơn và đuôi cũng kỹ hơn quý vị các bạn nhé. Và keo chỉ, đấy, keo chỉ mà nó còn thì là tất nhiên là chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả. Nếu bị đâm đụng va chạm mà sửa lại gò lại thì không hết được vết đâu ạ. Nó chỉ nhìn, nó chỉ che mắt đi được cái trước mắt thôi, nhìn xa thôi, nhìn gần thấy luôn ạ. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ, ốc bản lề cánh cửa còn rất là đẹp. Đấy, nội thất da nguyên bản. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Táp bi cửa trước bên phụ này, keo chỉ này còn nguyên, keo chỉ nguyên bản luôn đấy. Táp bi rất là đẹp. Ốc bản lề cũng còn nguyên. Tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này, Kia K đen phiên bản AT. Đấy. Số tự động nữa, AT tức là số tự động quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh sau này còn nguyên này. Cửa nóc này, trần này rất là đẹp. Vô lăng quý vị bạn nhìn đấy, chưa bọc lại đâu nhé, vô lăng còn nguyên bản đấy. Vô lăng còn nguyên bản mà mới như này đấy. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Carrera này. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Kia Carrera SX 2010 này là một cái khối động cơ xăng DOHC và 2.0 lít quý vị và nhé, đi kèm với hộp số tự động. Đấy, và cái động cơ này thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn này. Từ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản này. Đấy, đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Sản xuất năm 2010, tính ra là đến nay là sử dụng được 12 năm rồi, mới 10 vạn km thôi. Cho nên là động cơ rất là đẹp, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, vì những chiếc xe mà đời sâu thì thường là cái máy móc nó hơi bẩn, cho nên là chúng tôi cũng đã dọn dẹp cho nó sạch. Đấy. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy. Cái nguyên bản là quan trọng nhất ạ. Đấy, về động cơ thì rất là đẹp rồi. Đây, bây giờ quý vị bạn xem từ những cái ốc cabo đây này. Ốc cabo này còn nguyên luôn quý vị bạn này. Đấy, ốc cabo còn nguyên, chưa có sơn, chưa có sửa gì cái đâu nhá.
keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đây cái cabo này rất là thoáng, nhìn có rất là dễ luôn quý vị bạn ạ. Cabo này thì đâm đụng hay va chạm gì cả, làm lại là chúng ta nhìn thấy luôn ạ, không thể che, không thể giấu được. Cabo đẹp chưa quý vị bạn ạ? Sạch sẽ, đẹp đẽ. Cả cái khoang động cơ này rất là đẹp này. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về ngoại thất, nội thất cho đến động cơ của chiếc xe Kia Carens phiên bản SX 2010 này rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 286 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens SX này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Carens này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.